Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Trực diện vùng thiên tai ở Thiều Quan, Quảng Đông, lũ tràn vào tòa nhà một tầng bên ngoài như đại dương bao la. Thành phố Thiều Quan đã hứng chịu lượng mưa lớn trong vài ngày, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố, nước lũ đục lên rất nhanh và nhấn chìm nhiều đoạn đường ven sông trên địa bàn thành phố, nước lũ dâng cao đến một tầng, tầng 1 của ngôi nhà đầy nước, bên ngoài ngôi nhà giống như một đại dương bao la, ngoại trừ những tòa nhà lộ ra trong nước, đất canh tác đều bị ngập. Ông Pan, một người dân địa phương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên hãng thông tấn Trung Quốc, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn liên tục. Ông Pan, một người dân địa phương cho biết Bộ Chỉ huy phòng vệ 3 thành phố Thiều Quan đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1, yêu cầu tất cả những người bị ảnh hưởng ở cả hai phía Ngô Giang, Trấn Giang và Bắc Giang phải được di chuyển. Phóng viên đến ngoại ô thôn Khuân Sinh, thị trấn Triệu Trung, huyện Khuyên Giang, thành phố Thiều Quan, nhìn xung quanh toàn bộ ngôi làng là đầm lầy, người ta đã tiến hành công việc. Theo quan trắc của Cục Khí tượng Thiều Quan, mực nước đỉnh lũ lúc 21 giờ là 56,11m, lưu lượng đạt 9.300 m3 trên giây. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 17 giờ ngày hôm nay, toàn thành phố đã có mưa lớn, trong đó có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ ở Trấn Giang và Quảng Tây. Lượng mưa trên bề mặt trung bình của thành phố là 88,6mm và có 19 trạm trên 200mm. Đến khoảng 19 giờ 30 phút đêm hôm đó, một số người dân địa phương cho biết cả gia đình họ vẫn bị mắc kẹt trong làng. Nhận được tin báo, nhân viên tại chỗ đã lập tức tổ chức xuồng xung kích và làm ứng cứu. Khi màn đêm buông xuống, lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiến về phía trước theo chỉ dẫn chung của dân làng, xoay trở. Cuối cùng, họ cũng có mặt tại vị trí cứu hộ sau khoảng 40 phút. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường đã kịp thời phát hiện những người bị mắc kẹt và tiến hành công tác cứu hộ. Liu Xiangqing, đội trưởng đội 3 và đội 7 của đại đội khẩn cấp dân quân ở quận Quảng Tây, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, cho biết việc giải cứu vào ban đêm quả thực rất khó khăn, chủ yếu là do không nhìn thấy phương hướng vì vị trí của những người bị mắc kẹt. Người dân ở tương đối xa, việc xác định vị trí cụ thể của họ sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi vẫn đi vòng quanh đây một lúc, cuối cùng sau khi băng qua rừng mía, chúng tôi nhìn thấy đồng đội của mình đi qua trên một chiếc thuyền. Chúng tôi đã đi theo và cuối cùng đưa được những người bị mắc kẹt đến đích an toàn. Liu Xiangqing nói với phóng viên, nhận được lệnh cứu trợ thiên tai, họ đã ngay lập tức tổ chức cán bộ có năng lực tham gia công tác chuyển dân. Do tình hình thiên tai ở thôn rất nặng và phức tạp nên công tác cứu hộ khó khăn như đêm hôm đó được thực hiện liên tục. Lưu Tiểu Bình giới thiệu, ngoài vị trí xa xôi, địa hình phức tạp, nước sâu, nông, nhiều khả năng thuyền cứu hộ mắc cạn, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng vớt được những người mắc kẹt. Sun Xin Kiang, bí thư đảng ủy thị trấn Triệu Trung, huyện Quảng Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, giới thiệu rằng thị trấn đã tập hợp một đội cứu hộ gần 400 người từ nhiều phòng ban khác nhau để thực hiện công tác cứu hộ này, đã được chuyển đến các khu tái định cư tương ứng và một số theo nguyên tắc gần nhau. Dân làng được chuyển đến các tòa nhà có địa hình tương đối cao để trú ẩn an toàn. Khó khăn chính là nước và mưa quá lớn mang lại rủi ro lớn cho việc cứu hộ của chúng tôi. Sun Tin Yang cho biết lực lượng cứu hộ của họ đã gặp rất nhiều nguy hiểm trong quá trình cứu hộ, thậm chí còn bị lật úp, con tàu bị giạt vào vùng thấp, địa hình nằm và không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh, nhưng cuối cùng ai cũng vượt qua khó khăn. Theo văn phòng phòng chống Shaoguan-3, hiện tại mực nước tại khu vực đô thị và vùng hạ lưu sông Bắc Giang tiếp tục xuống từ từ và sẽ xuống khoảng mực nước cảnh báo 53m. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 điểm tích tụ nước trong khu vực thành thị Thiều Quan và các sông, hồ và hồ chứa cũng sẽ duy trì mực nước cao và các thảm họa địa chất đang tụt hậu. Tất cả các đơn vị trong thành phố sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác phòng chống lũ lụt theo trách nhiệm của mình. Phóng viên được biết, tính đến 11 giờ 20 phút, có 9 điểm tích nước chính ở huyện Trấn Giang. Tính đến 11 giờ ngày hôm đó, có 3 điểm tích nước ở huyện Vũ Giang. Cục Khí tượng Thiều Quan dự báo rằng sẽ có mưa rào trong thành phố và quá trình mưa lớn dự kiến sẽ kết thúc.
Phòng nhắc nhở, mưa lớn liên tục trong thời gian đầu đã dẫn đến hàm lượng nước trong đất ở các khu vực trên địa bàn thành phố đã bão hòa, cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lốc, sạt lở, sập núi. Các dòng chảy mảnh vụn và chú ý đến nguy cơ tụt hậu của các thảm họa địa chất. Mưa lớn vẫn tiếp tục, Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến và nhiều tỉnh xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu lượng mưa lớn trong thời gian gần đây. Lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Một số ngôi nhà bị ngập, giao thông liên lạc, điện bị gián đoạn. Nhiều nơi đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức gay gắt. Kể từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã trải qua 6 đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài hơn 1 tháng. Đợt mưa lớn này ở phía Nam bước vào thời kỳ mạnh nhất, đã có mưa to đến rất to ở gần trung và hạ lưu sông Dương Tử. Giang Nam, Nam Trung Quốc và Nam Quý Châu có mưa to đến rất to ở một số khu vực. Đợt mưa lớn này ở Quảng Đông chủ yếu tập trung ở Thiểu Quan, Chiêu Khánh và những nơi khác. Theo số liệu của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, so với cùng kỳ năm trước, lượng mưa ở hết Nam Trung Quốc, phần lớn Tây Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Nam Hồ Nam và Đông Tây Tạng đã nhiều hơn. Trong số đó, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây đạt 621mm, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông CCTV News, đợt mưa lớn này ở Quảng Đông chủ yếu tập trung ở Thiểu Quan, Chiêu Khánh, Anh Đức và những nơi khác. Tính đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, 10 nơi bao gồm Weiyuan ở Thiểu Quan, Jingde ở Qingyuan, Haoyi ở Kaoqing tiếp tục duy trì tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ và cũng có 7 cảnh báo mưa bão màu cam và một cảnh báo mưa bão màu vàng. Mực nước ở Trấn Giang, Ngô Giang và Bắc Giang trong khu vực đô thị chính của Thiểu Quan tiếp tục dâng cao. Mực nước đỉnh cao 56,6m xuất hiện ở khu vực này vào lúc 11 giờ đêm qua, đạt mức cao nhất trong 50 năm qua. Thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 để kiểm soát lũ lụt vào ngày hôm qua. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến thành phố bị ngập úng, nhiều tuyến đường ở Thiểu Quan bị ngập nặng. Một số phương tiện đậu trên đường bị nước lũ cuốn trôi trực tiếp, một số tuyến đường dân sinh bị nước lũ nhấn chìm. Bộ phận cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để chuyển những người bị mắc kẹt. Quế Lâm đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ, tất cả các tuyến xe buýt bị đình chỉ. Quế Lâm, Liễu Châu, Hê Chi và những nơi khác ở Quảng Tây cũng trải qua những trận mưa lớn liên tục trên diện rộng. Trong số đó, lượng mưa tối đa tích lũy ở Quế Lâm đạt 739,2mm và thành phố đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào ngày hôm qua. Dưới lượng mưa lớn liên tục, nhiều khu vực trong đô thị xảy ra tình trạng ngập úng ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều vùng trũng bị biển bao phủ. Các tuyến xe buýt trong thành phố bị đình chỉ hoạt động. Giang Tây đã đưa ra 3 cảnh báo lũ lụt màu đỏ và 1 cảnh báo lũ lụt màu xanh lam liên tiếp vào ngày hôm qua. Tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, hồ Po Yang và 9 con sông ở Giang Tây đã trong tình trạng báo động. Mực nước nhiều sông vẫn đang tăng, thảm họa lũ lụt ở sông Sa Rang đặc biệt nghiêm trọng. Khu vực đô thị địa phương bị lũ lụt bao vây, một số làng mạc và đường đất nông nghiệp bị ngập, người dân phải khẩn trương di chuyển. Các thảm họa như lũ quét và lở đất. Mưa xối xả liên tục cũng gây ra nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như lũ quét và lở đất. Phang Trong, trưởng dự báo quốc gia Trung Quốc cho biết có rất nhiều lượng mưa trong giai đoạn đầu ở Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông và những nơi khác. Và các khu vực trồng chéo lượng mưa liên tục có thể xảy ra lốc xoáy trên núi, dòng chảy đá vụn và ngập úng đô thị, đặc biệt là ở khu vực có lượng mưa lớn và kéo dài. Cần đề phòng nguy cơ lũ trên các sông vừa và nhỏ đến các hồ chứa đập dâng để phòng sạt lở. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ hôm nay lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây sẽ suy yếu đáng kể, chủ yếu là mưa rải rác, trong khi lượng mưa ở khu vực phía Bắc sẽ tăng lên. Phần phía đông của vành đai mưa chính sẽ dâng lên theo kiểu bậc thang về phía Bắc. Nó được dự báo sẽ nằm gần Hoang Quay, Trinh Khoai và phần phía Bắc của Giang Nam và Đông Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Hoang Giai, Trang Khoai và những nơi khác từ hôm nay đến cuối tháng. Các chuyến tàu đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu đi qua Thiểu Quan bị đình chỉ do lượng mưa lớn.
Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở miền Nam Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đình chỉ hoạt động của các đoàn tàu đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu đi qua Thiểu Quan. Theo báo cáo tin tức gia tăng, theo tin tức được phát hành bởi văn phòng 3 phòng của thành phố Thiểu Quan, Quảng Đông vào lúc 8 giờ sáng nay, kể từ khi thuyền dòng nước, lượng mưa trung bình tích lũy của thành phố đã đạt 741,8mm và một số khu vực đạt 1.527,5mm, vượt kỷ lục khí tượng kể từ đầu giá trị cực đoan lịch sử cùng thời kỳ. Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực thành thị Thiểu Quan. Theo Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hành khách, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã đình chỉ hoạt động của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Châu, tàu đi qua Thiểu Quan. Hiện tàu cao tốc chạy bình thường, hành khách nên chọn đường sắt cao tốc để đi lại. Theo giới thiệu của Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu, để đối phó hiệu quả với thảm họa lũ lụt do lượng mưa lớn gây ra, bộ phận đường sắt đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp kịp thời, chú ý theo dõi diễn biến lượng mưa, theo dõi các thiết bị và cơ sở chính của điều động theo thời gian thực và điều động nhiều hệ thống như công trình công cộng, cấp điện. Gần 10.000 cán bộ, công nhân viên tuần tra, canh gác các chốt chống ngập, các vị trí trọng điểm trong phạm vi quản lý 24/24 giờ, đồng thời liên tục tăng cường trực ban chống ngập lực lượng. Đồng thời tổ chức điều tra toàn diện các lối ra vào hầm, mái ta luy nền đường và các khu vực liên quan đến các khu vực trọng điểm về phòng chống lũ lụt, các đoạn đường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được sửa chữa kịp thời. Tính đến nay, Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu đã mở thêm 29 chuyến tàu cao tốc, vận chuyển hơn 36.000 hành khách mắc kẹt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.